Hay là chơi tài xỉu rồi, tài xỉu hôm trước chơi rồi. Ok, mình quyết định chơi Baccarat anh em ạ. Baccarat. Đó, mình quyết định vào chơi rồi. Có ngày nào nhỉ? Ba ván nhà cái. Ba ván cái, mình rồi ạ. Anh cơ đã về ba ván rồi. Ba ván này đâu về nhà. Ok. Nào. Mình đang phân vân không biết là theo nhà con nhà cái. Mình quyết định theo nhà cái 100k em nhá. Theo nhà cái 100k. Ok. Sao kết quả như thế nào nào? Ok anh em nhá. Mình theo nhà cái và nó về 8 điểm rồi. 8 điểm nhà cái thắng anh em nhá. Ok. Sau khi bet 3 lần một khi nào nó về còn 1-1 nhỉ? Khá là có thể đấy. Thôi, mình quyết định theo nhà cái tiếp 100k anh em ạ. Theo nhà cái 100k tiếp. Thấy hôm nay về nhà cái khá là nhiều. Em cứ thả nhà cái nào. Ồ, nhà con 9 điểm mọi người ạ. Nhà con 9 điểm mình thua rồi nhá. Mình thua 100k rồi. Nhưng không sao, ván sau mình sẽ gỡ lại anh em nhá. Ván sau mình sẽ gỡ lại. Thôi thì thua ở đâu thì tính liền đó. Mình quyết định đặt nhà cái và đặt gấp thiết đến 400k đây anh ạ. Ván cuối cùng mình thua 100k. Ván này mình đặt gấp hết lên 400k luôn. 3 điểm, 8 điểm anh em ạ. 8 điểm mình ăn rồi, thắng rồi. Ok. Mình đã thắng 400k của nhà cái mọi người nhá. Mọi người vào đi, vào đặt theo mình như thế nào. Trò chơi CS68 này khá là thú vị mọi người ạ. Kết quả nhanh, chính xác. Và không hiểu sao mình chơi CS68 khá là may mắn mọi người ạ. Rất dễ là có lời luôn. Hiện tại thì mình đang có lãi hơn 300k rồi. Nhà con 9 điểm. Nhà cái 8 điểm. Ok, mình thắng tiếp 100k em nhá. Thắng tiếp 100k của nhà con rồi, 9 điểm. Và 8 điểm, một con số rất là sát sao. May quá, lại thắng. Nên là hiện tại thì nó đang cầu 1 đấy mọi người ạ. Cầu 1-1 đấy. Nhảy cầu liên tục. Nên ván này mình đặt nhà cái mọi người nhá. Đặt nhà cái 100k. Tiếp theo của nhà cái 8 điểm. Ok mọi người nhá, thắng rồi. Nhà con có 3 điểm thôi. Mình được 8 điểm cơ. Lại thắng tiếp. Hên vãi. Thì hôm nay thì mình cũng không còn hướng dẫn anh em bắt cầu nữa. Mình vào thực chiến luôn. Thì anh em cứ chú ý theo ấy, cái kiểu đánh của mình mà tiếp thu nhá. Hy vọng là anh em sẽ giành được chiến thắng. Ván này mình đặt nhà con 100k anh em ạ. Đặt nhà con 100k. 8 điểm. Ok mọi người nhá. Thắng rồi. Lại thắng tiếp. Hiện tại thì nó đang cầu 1-1 đấy. Anh em cứ theo cầu 1-1 của nó mà chạy thôi. Nhảy cầu liên tục. Ván trước mình đặt nhà con rồi và nó thắng rồi. Ván này mình tiếp tục đặt nhà con tiếp 600k luôn. 8 điểm. Ok em nhá. 9, 2, 18, 18 88 điểm mọi người à. 8 điểm rồi, thắng rồi. Mình kêu có 5 điểm thôi. Giật liên tục. 570.000. Mình tiếp tục thả nhà con mọi người nhá. Nhà con về 2 lần rồi. Sau khi việc cầu 1-1 nó chuyển sang bẹt, mình nghĩ thế. Mình quyết định đặt nhà con tiếp 200k anh em ạ. Đặt nhà con tiếp 200k. Ủa, 2 điểm. Ôi, mình được 3 điểm thôi mọi người ạ. Nhà cái 4 điểm lại thua rồi. Mình thua rồi nhá. Mình đặt nhà con 200k được có 2 điểm. Nhà cái được 4 điểm, mình thua rồi. Nó lại chuyển sang nhà cái à. Rồi đặt cái gì nhỉ?
mình quyết định đặt tiếp nhà con 600k luôn mọi người ạ, một mờ luôn, mình đặt 1 triệu luôn, 5 điểm, ok, mình đặt 1 triệu và đã thắng rồi, nhà con 5 điểm, nhà cái có 0 điểm thôi. Ok, vậy là số tiền mình đã có là lãi rồi đấy mọi người ạ. Hiện tại số tiền của mình là 12 triệu 500 nghìn. Và ván này mình quyết định thả sang nhà cái mọi người nhá. Thả sang nhà cái 200k. Thả sang nhà cái 200k. Ok. 7 điểm rồi. Ok, mình thắng rồi nhá. 180.000. Và ván này mình quyết định thả tiếp với nhà cái tiếp. Ván này mình quyết định thả nhà cái tiếp mọi người nhá, 200k nhá. Nó về nhà con rồi mọi người ạ. Nhà con được 8 điểm cơ. Vậy là mình thua 300k bên cửa nhà cái rồi. Thì lúc nãy mình thua ở cửa nhà cái thì bây giờ mình quyết định đặt tiếp ở nhà cái đi. 1 m mọi người nhá. Đặt 1 m bên nhà cái. Ok, 7 điểm thôi. Vậy là mình thắng rồi mọi người nhá. Nhà cái có một, nhà cái 7 điểm, nhà con có 4 điểm thôi. Hiện tại mình đã vào 13 triệu rồi mọi người ạ. Ván này thì mình quyết định chuyển sang của nhà con đây. Mình đặt nhà con 300k mọi người nhá. Đặt nhà con tiếp theo 300k ở cửa nhà con. Ok, điểm mọi người ạ. Cửa nhà con 8 điểm rồi, 300k mọi người nhá. Mình được 285.000. 285.000 mọi người nhá. Ván này mình lại nhảy cầu luôn. Mình chuyển sang cửa nhà cái đặt 300k. Hiện tại thì đang cầu 1-1 đấy mọi người ạ. Đang cầu 1-1. Mọi người có thể mặt chiến thôi. Hôm nay đặt hên vãi, thắng liên tục mọi người ạ. 2 điểm, 8 điểm, ok. Nhà cái lại 8 điểm rồi mọi người nhá. Mình đặt 300k đã thắng rồi. Được 270.000. Đang cầu 1-1 à. Thì mình lại chuyển sang nhà con thôi. Mình quyết định đặt nhà con 300k trước mọi người nhá. Đặt nhà con tiếp theo 300k. Ok. Rồi 6 điểm hòa mọi người ạ. Ồ hòa rồi, 6 điểm vào hòa rồi, đoán mình thua 300k rồi nhá. Đoán là mình thua rồi. Mình quyết định thua ở đâu thì nên cứ liên hệ đó thôi. Mình đã cấp phép lên mọi người ạ. Lúc trước mình thua 300k cửa nhà con. Và ván này mình quyết định đặt 600k mọi người ạ. 600k mọi người nhá. 8 điểm. Ok, 8 điểm và thắng rồi mọi người ạ. Mình đã thắng 600k của nhà con rồi. 570.000. Hiện tại thì mình đang là 14 triệu 456.000 mọi người ạ. Mình quyết định đặt tiếp nhà con 300k mọi người nhá. Đặt tiếp 300k của nhà con. Tám điểm, ok. Lại 8 điểm tiếp mọi người ạ. Hôm nay hên vãi, toàn 8 điểm luôn. Quay đặt 300k của nhà con và lại thắng rồi. 285.000.
Về nhà con 2 lần rồi. Mình quyết định cứ nuôi nhà con thôi, cho thằng kia đổi cầu thôi. Mình quyết định đặt nhà con tiếp 300k mọi người nhá. Đặt nhà con tiếp 300k. Chín điểm rồi, ok. Mình đặt tiếp nhà con 300k 3 tháng rồi nhá. 9 điểm rồi. May quá. Tiếp theo là về nhà con 3 lần rồi đấy. Thì bán này mình tiếp tục đặt tiếp nhà con thôi. Mình tiếp tục đặt nhà con 300k rồi nhá. Tiếp tục đặt nhà con thêm 300k nữa. Cho kết quả như nào đây. Chín điểm mọi người ạ, 9 điểm này ăn rồi, ok. Thì video mình cũng dài rồi, hẹn anh em ở phía lần sau nhá.